Thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là đến cuối tháng 6 năm 2017, về cơ bản, công tác thẩm định chất lượng trường đại học đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, thì cá biệt có hai cơ sở giáo dục đại học không hợp tác để thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng. Kết quả có 208 cơ sở giáo dục đại học được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017. 24 cơ sở giáo dục đại học khác do đã được công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trước ngày 15 tháng 4 năm 2017 nên được miễn thẩm định. Cá biệt có hai cơ sở giáo dục đại học là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội và Trường Đại học Tôn Đức Thắng không hợp tác để các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện việc thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng. Trước đó, ngày 27 tháng 3 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 203 về việc triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017. Kết quả thẩm định này sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng nhằm cung cấp thông tin cho các chủ thể liên quan như người học, nhà trường và cơ quan quản lý tham khảo.